chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay các bạn hãy cùng mình tô màu cho những bông hoa này nhé. Đầu tiên là màu xanh lá cây. Tiếp theo là màu hồng. Màu cam. Màu vàng. Chúng ta sẽ tô đến màu tím nhé. Các bạn thân mến, vậy là mình đã hoàn thành xong tô màu cho những bông hoa này rồi. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.